Chào các bạn. Bây giờ là buổi sáng chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2024, tức là ngày 23 tháng 6 năm Giáp Thìn. Vậy là 10 ngày nữa lập thu các bạn ạ. Vải của các bạn như nào? Vải u hồng nhà mình đang ra lộc 2 rồi. Lộc 2 sắp ban rồi các bạn ạ. Tuy nhiên mình không phun nước sâu. Những cây này đây, lộc 2 tở rồi. Sắp ban rồi. Tại sao mình nói mình không phun nước sâu? Bởi vì ở đây nó có cây nhãn nhà mình dùng để ăn. Cây nhãn che sân tập võ. Nhãn thì nhãn chẳng biết gọi nhãn gì. Nó cứ mọc tự nhiên, xong rồi mình để ở đây làm một sân tập võ cao ngất. Cho nên để ăn thì không thể phun nước sâu được, nhưng mà cũng không thấy sâu phá hại gì cả. Lộc khá đẹp. Đấy. Bốn xung quanh đều ra lộc hết, không phun nước sâu nhá. Đều ra lộc hết rồi, không phun nước sâu, vẫn ra lộc. Đây. Đấy. Lộc vàng vàng kìa. Đấy. Lộc vàng vàng. Đây, cây này mình không phun các bạn ạ, nó gần mà, phun nó bắn. Sức khỏe là quan trọng. Lọc nó bằng vàng. Đây, vẫn để sẵn cái thang. Cái thang kia thang 4 mét đấy. Vậy cây này cao tầm 7-8 mét các bạn ạ. Nó phủ kín ở sân tập võ mình đây. Đây, lọc 2 đây. Không phun nước sâu. Lộc 2 đây. Thì qua đây thì chúng ta thấy về làm lộc vải thì chúng ta làm sao cho phù hợp thôi. Đấy. Nếu chúng ta bấm tỉa thưa thoáng để sau này ra quả vải nó đẹp. Khi chúng ta bấm tỉa thưa thoáng thì sâu rất nhiều. Theo mình nghĩ nó đơn giản thôi. Mình đăng cái video mà hôm mình thăm vườn Thanh Hà ấy. Sâu tân lộc nhiều quá, à sâu lộc nhiều quá, sâu ăn không kịp ấy. Có nghĩa là khi chúng ta bấm ít bấm tỉa thì cây vải nó nhiều lộc nhiều lá. Khi cây vải nó nhiều lộc nhiều lá thì đúng là sâu ăn không kịp thật. Nhưng nếu chúng ta bấm tỉa thưa thoáng thì cây vải ít lộc ít lá. Khi cây vải ít lọc ít lá mà sâu vẫn lượng bằng đấy thì tất nhiên sinh ra mấy con sâu thì nó đói, nó phải ăn hay cụt. Vậy là khi chúng ta bấm tỉa để quả vải đẹp thì cái giá của nó phải trả là chúng ta phải, thứ nhất, khi chúng ta bấm tỉa thưa thoáng là chúng ta phải phun thuốc sâu nhiều. Mà bấm tỉa thưa thoáng thiếu lọc thiếu lá, muốn lọc lá đầy đủ là chúng ta phải bón nhiều phân. Thì tóm lại, chúng ta muốn bấm tỉa thì chúng ta phun thuốc sâu rất là nhiều, bón phân rất nhiều và rất là lo lắng, băn khoăn, vất vả. Nếu giá vải được nhiều tiền mà sang năm mà được mùa thì chúng ta còn yên tâm. Nhưng không may chúng ta bấm tỉa thưa thoáng, chúng ta bón nhiều phân, nhiều thuốc, phun nhiều thuốc sâu, cây vải nó trẻ hóa mà không may sang năm nó bất ổn, nó lại không được thì chúng ta cũng khó. Cho nên qua đó chúng ta có cách làm sao cho nó an toàn. Như mình, đối với dòng vải sớm, mình đều làm như thế. Không bấm tỉa. Thậm chí có thể là không cả phun thuốc. Đấy. Như hầu như vải u hồng mình chưa năm nào mất mùa. Tất nhiên nó không phải là quá đẹp. Đấy. Nó sai, quá sai, trùm, nhưng nó hơi nhỏ. Tuy nhiên có lúc mình bán giá đã hàng đỉnh nhá. Năm nay mình bán nhiều sọt. Tất nhiên khi mình bán giai đoạn đầu là chưa có thị trường, mình bán mới. Khi mọi người chưa làm, chưa có mua vải thì mình đã bán rồi. Thì sau mọi năm là đắt nhưng sau năm nay lại thành rẻ so với mọi người. Bởi mọi người bán càng sau càng được giá. Còn năm nay tại sao vải nó sau nó được giá? Vì nguyên nhân đơn giản là vải năm nay mất mùa. Thông thường u hồng mọi năm mà bán muộn là đến Thanh Hà ra hoặc vải thiều ra thì chúng ta khó bán. Nhưng năm nay Thanh Hà và vải thiều đều mất. Cho nên về sau bán lại được giá. Thì đây là do sự. Thì qua đây rút kinh nghiệm. Thôi thì mình chỉ quay lại một chút thôi để chia sẻ anh em các bạn quan sát. Tại sao vải mình mà
nó ít thu nước sâu mà lộc lá đã ra lại tương đối đẹp, lại ít mất mùa. Chính là cách làm này của mình. Còn tùy anh em và các bạn có cách làm làm sao cho nó phù hợp thì các bạn làm nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Chúc các bạn làm cây vải luôn làm được những có những biện pháp kỹ thuật phù hợp để làm sao chúng ta đạt hiệu quả thôi. Cảm ơn các bạn nhé.